Ơi mới lại là những điều mới bạn nghe. Anh switch của ta đã gây ra nhiều chuyện không hay và bắt mình vô làm cho anh đó bạn, cay thế nha. Đây anh switch của mình đây, gia đình bá đạo phân 2, tiến tập gia đình bá đạo đó. Đúng rồi đó, gia đình mình có thêm đông rồi nữa bạn, dữ không? Mày có thể thấy đó. Ok bạn, sau khi mình nói chuyện với nó xong thì ra đây nghe điện thoại của con nhỏ nào đó. Ủa Caesar nữa hả? Rồi không lẽ là mình làm nhiệm vụ cho con Caesar này nữa hả ta? Nãy kêu mình làm gì bạn ơi? Khá là nhiều thứ nên mình Under the freeway bạn. Giờ mình sẽ qua cái Under the freeway, xe mới mình hả bạn? Ngon. Tao hình như mình có xe thì phải. Nope. Bây giờ xe mình lái mà bây giờ mất rồi bạn ơi. Phải kẹt. Cái lý do mình kéo dài mấy cái tập này ra là thật sự mình muốn các bạn chơi nó vui là chính thôi, chứ phá đảo thì nó làm gì đúng không? Thôi nè, đúng rồi, dưới cây cầu, cái xe kia các bạn ơi. Dưới cây cầu, không phải cầu tiêu nha ba. Đúng không? Xe này đúng không? Xe gì phải cất vậy? Phải vô lộn xe. Xe kia kìa các bạn. Đi không. Đây xe màu này đây. Đấy. Xe cho mình là nhìn là biết xe cùi rồi, chưa độ rồi. Hai thanh niên. Mà thêm thanh niên quăng vô nữa bạn. Vô ngồi nói chuyện. Băng đảng bên nó bạn. Ê, mình sẽ qua cái điểm bên kia lẻ bạn ơi. Không là thằng Swift nó sẽ bị ngậm hành bạn. Phải cất lẻ lên. Không biết tới kịp không? Trời ơi xanh á. Swift muốn thở oxy rồi bạn ơi. Rồi thằng Swift nghi lắm nha, thằng Swift kìa. Còn một xíu máu hả bạn. Rồi tới rồi. Đừng nói nó trên hai quay nha, trên hai quay cho mình. Thì nó dưới bạn, nó dưới. Tới rồi bạn. Xanh nữa. Ok. À, này là băng đảng của thằng Palak bạn. Băng đảng. Ấy, đằng sau à. Mạnh đó. Sợ không đi. Ôi, nè, nút ké cái sắp ngủng rồi. Này đằng sau nữa nè bạn. Nó lên đồng luôn á. Ok, ngủm sắp ngủm. Nó băng đảng ơi, chừng mình thua bạn ơi. Nó tung rồi, ngựa nó. Quay. Á, à, làm càng. Xuống ơi, mày xuống xe coi. Tới đây, mày tới đây. Chạy đi. Ôi, nó có súng rồi các bạn, nó có súng rồi. Ngựa nó, thế. Mày, yes. Sống rồi. Xạo hả bưởi. Sát tới luôn bạn, hai tội cảnh sát tới luôn. Lên xe, anh Swift. Cái Swift nó mất máu rồi các bạn. Rồi giờ mình bắt chung với Swift luôn rồi các bạn. Giờ làm sao đây? Ok. Thanh niên này nữa bạn. Rồi sau khi mà đàm phán xong rồi, mấy thằng cảnh sát đang làm gì bạn, nó lôi mình ra rồi. Một thị trấn khác bạn ơi, niên một thị trấn khác. Hình như mình có căn nha. Ấy trời ơi, con mẹ mày. Tù lưu game nè bạn, ngon vậy. Kệ, ngon. Trời ơi, xe cào cào mình bạn. Mình muốn mở map mới rồi bạn ơi. Ok, ngon rồi. Ba Lan bạn, một thị trấn mới, một hành trình mới bạn. Giờ đâu? Mình lên xe thôi, đâu? Ok. Mình đã, hình như thằng Swift nó bị bắt rồi bạn ơi. Gia đình tao là một thành viên đã chân ngu rồi bị bắt. Chạy thẳng một mạch qua luôn bạn. Ôi dồi má chiếc xe. Tới rồi. Yep. Ok mình sẽ đi lên cái núi này bạn ơi. Nó kêu mình đi lên cái núi luôn bạn. Ui. Khá là trơn nha. Mày đi ngã. Ui. Ui. Không biết đi chỗ đường nào luôn. Mình không biết đi chỗ nào luôn bạn. Phải cả xe vượt địa hình riêng này á. Ui ui. Có mấy cái mà nó không có cái đồ bao này. Nguy hiểm quá bạn. Con mở nó. Ok lên tới núi này, lên tới núi rồi nè các bạn ơi. À có người canh gác nữa bạn ơi. Đôi chân này mà có người canh gác nữa bạn. Dừng xe đây bạn, dừng xe. Dừng súng. Ủa vì giờ phải chụp ảnh cho nó hả bạn? Phải săn ảnh hả? Ok. Giờ mình phải đi từ từ. Vô đàm phán nó bạn. Sao đây? Hơi khó nha. Cái này vô khó. Xin lỗi, nhầm. Để tôi chụp tấm hình cái. Súng kìa. Con mở nó. Sao giờ sao?
chạy một mạch ao vô luôn hả? Chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô. Đập chiếc mã, đập chiếc mã. Hey, photograph a body. No. Cho tao chụp lấy, chụp. Drop, yep, xong rồi bạn ơi, xong rồi. Lẹ. Chơi. Ba chuyên gia chụp các bạn. Xem chết. Ok. Dạ yeah, bạn ơi, xong rồi. Để chụp có xíu cũng căng nữa. Chán. Ui. Rồi. Không thấy cái gì luôn á. Ui. Mẹ. Má bro laser quá. Xém nằm luôn bạn. Chết con. Kêu lên, cần thức ăn, có ai có thức ăn không? Cho tao ăn cái coi. Nhà gì quần què gì có chút xíu. Xong bạn ơi, thì mình phải làm sao đây? Nó vừa lưu xong nó bị gì nữa bạn. Thôi mình sẽ qua mình mua cái giáp cho mình trước các bạn. Leo lên, đúng rồi. Nó được. Ra được chút thì nó có người gọi điện mình các bạn ơi. Giờ nó không quay lại cái bên Los Santos nữa bạn. Los Santos nguy hiểm quá. Anh đi tội ảnh. Thằng này là thằng gì mình quên đọc tên đó bạn, quên tên đó rồi bạn ơi. Sẽ qua cái dấu nào nhỉ? Chấm hỏi là sao? Mystery các bạn. Sẽ có một cái mystery. Các bạn có thể thấy trên này sẽ có một cái dấu mystery. Không lẽ mình chạy thẳng một mạch mình về luôn ta? Ở nhà rừng dinh rú gì tìm thấy mẹ luôn. Phải bay chiếc xe xuống mà nổ mẹ chiếc xe luôn các bạn. Không nạn không? Chém chết nè, nửa cây còn nửa cây máu nè các bạn. First day gì nè, lum lượt à, đó nữa. Gì nữa, quýnh lộn nữa. Đụng vô tao quẹt mày cá là mày chết nha. Ok các bạn. Thôi một con này sẽ đi dẫn mình đi các bạn. Nhưng mà nó cần một chiếc xe các bạn ơi. Mình nếu có xe, đây có xe nè. Lên xe. Trời ơi xe đậu kế bên luôn. Catalina. Bây giờ đâu? Để chờ mấy anh này nói chuyện xong các bạn. Đây cái tôi tiện nè các bạn. Cướp nhà băng. Như cướp nhà băng các bạn. Đây đã có một cái nhà băng nè các bạn ơi. Ôi đây thị trấn này có một cái nhà băng các bạn ơi. Đây. Xanh nè. Ok. Cướp nhà băng các bạn. Ô mày láo. Tung bạn ơi, hình như lấy cái này tung cái gì các bạn ơi. Lấy cái xe container này tung vô cái cửa hàng các bạn. Ok. Ủa, cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Không phải tung cửa hàng à. Ok, xong giờ mới vô nè các bạn ơi. Gì đây? Hình như mình ăn cắp cái xe này các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi các bạn. Trời, phải cướp thiệt. Đúng vậy? Không phải nó ủi mình đi đường này các bạn ơi. Trời, má cái xe gì tung ghê vậy? Nè, bắn nó đi. Xe sắp nổ rồi bạn ơi. Giờ tao chỉ lái thôi. Đi cái đó nha. Thằng kia không có gì bạn ơi. Nó không có hỗ trợ mình. Lái cái đường này chết rồi. Đó, dính nữa rồi nè. Ủa rồi. Xanh á. Lên đó bạn ơi. Nè, cướp liệu có thành công này. Mở xe chạy chậm chó vậy. Thôi đường rồi. Hút nó qua cho bạn. Chết má nó. Xe gì xe đai vậy? Xe gì hút nổi xe nhỏ xíu. Thiệt không. Ui. Nổ. Đứa. Ui. Má. Cày nó thế nha. Bắn chiếc xe đúng máu luôn á. Chết bà chạy lộn đường rồi. Chạy lộn đường rồi. Ông ta phải đường này ông ta. Chết mà. Lộn đường. Ôi. Với cướp. Chắc đi này chắc đúng nha. Xanh á. Xe lái khó. Hay đi này lên đúng không? Đây này lên nổi không? Nổi chắc nổi. Nổi. Mi. Rồi nó bắn kìa. Ý con mẹ. Nó tới kìa. Trời ơi. Không mở nó. Mấy mình đi lộn đường mẹ ơi. Giờ khá là khó luôn cho mình luôn.
này rau ra nó hết đường rồi các bạn ơi. Ôi giời, quá tú bên kia luôn bạn, trời đi xa luôn á, đi khá là xa luôn á, bãi cướp thiệt, kê xuống đường lớn nè bạn ơi. Ôi con mở đó, mé bữa nó chửi mình ngu bạn giờ thơm ta. Sắp rồi bạn ơi, xanh á, đâu dẫn đâu, đây đúng không, trong nhà này đúng không, đúng rồi, ngon. Ok, vô đó bạn ơi. Ôi, ngu liền, ngại ngu. Đây Wicke là thằng này các bạn. Đù, dạ mình sẽ bán cho thằng này thằng các bạn ơi. Này nó kêu... Ê, xe táo. Ủa, xe mình mà các bạn. $5,000. Không phải dễ đâu nhé. À, mình đã được nhận một cuộc gọi điện thoại các bạn ơi. Không biết từ ai đó. Nào đây ta, mà nó gọi nó kêu mình làm gì cho nó các bạn. Oh man, Tenpin. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pike. Make sure. Nữa hả? Giờ mình phải qua cái gì nữa các bạn ơi. Thi nè các bạn. The true nè các bạn. Sự thật nè các bạn ơi. Đi khá là xa luôn á các bạn ơi. Các bạn ơi, cái không tới. Yes. Vô. Tới nè. Ok, body have it. Rồi, thanh niên, cảnh sát nữa bạn ơi. Rồi đó không? Rồi, ok, get to the farm. Mượn chiếc xe các bạn. Xe này đi có vẻ ngon hơn nhiều. Mình sẽ tới cái nông trại bạn ơi, mà không biết cái nông trại nó ở đâu nên. Ui, ngon vậy. Có chiếc xe địa hình nữa bạn. Ngon. Oh shit. No. No. Holy shit, dude, man. Ok, tới rồi các bạn, chạy muốn lòi chỉ ra luôn, giờ mới tới nè các bạn ơi. Trời ơi, đường về nhà nó khó, phải cướp ra luôn. Giờ làm cái gì? Mình sẽ lên đây các bạn ơi. Gì vậy? Rồi giờ tao làm gì mày đâu mà kỳ vậy? Tao bị bắn mày ơi, Tao la, chạy. Ủa cái này là sao bạn? Tự nhiên vô mình ngủm luôn các bạn ơi. Chạy đường này thôi các bạn ơi. Vô hôi cái này thôi. Ok, vô hôi. Vô hôi các bạn. Lùm luôn. Lên. Chạy lên. Chạy lên. Ok các bạn. Lấy được rồi các bạn. Xong rồi các bạn ơi. Giờ mình không biết mình ra đường nào nữa các bạn ơi. Cái con liền này sao lái được. Thôi, racing boy các bạn. Con mở nó giờ đi đường nào nè các bạn ơi. Ở đây ha, con mở nó. Mày vô đây, đi cắn hết. Mày lên dĩa, lên đường. Cắn chết hết nha con. Con mở nhưng mà chạy đi, mày ngon. Mày chạy đi. Ôi. Chết đi. Con đĩ này. Ở đâu rồi? Xe khó lái phải cất lên. Xuống rồi. Được mà. Gì vậy? Phải bạn. Khó thật sự nha. Nó con này nặng quá bạn ơi, nó bị trượt. Ôi, hình như lùi nó có hiệu quả hơn là đi đằng trước các bạn ơi. Tới nơi luôn rồi nè. Phải không? Yep. Ngon. Trời ơi, ai là ông người thật sự nè. Xong rồi các bạn ơi. Rồi có người gọi điện thoại liền cho mình luôn các bạn ơi. Caesar nữa bạn. Ok. Hình như là có một vụ trao đổi hàng hóa bạn ơi.